Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa tiếp quản đảng cầm quyền AKP vào ngày 21 tháng 5 và trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên trong gần 70 năm, vừa là lãnh đạo quốc gia, vừa là lãnh đạo đảng chính trị. Ông cam kết sẽ chiến đấu với kẻ thù trong và ngoài nước, cũng như sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi hòa bình được lập lại trong cuộc chiến chống phiến quân người Quốc và Hồi giáo. Hàng ngàn người ủng hộ đã tập trung tại đại hội đảng, được tổ chức tại một sân vận động ở thủ đô Ankara. Ông Erdogan đã thành lập đảng AKP vào năm 2001 và đưa đảng này đến thắng lợi trong cuộc bầu cử một năm sau đó. 3 năm trước, ông bị buộc phải nhường lại vị trí lãnh đạo đảng sau khi được bầu làm tổng thống. Theo truyền thống chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống phải đứng ngoài mọi đường lối đảng phái. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý vào tháng trước đã thay đổi tất cả khi người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu đồng ý thay đổi hiến pháp để trao cho ông Erdogan nhiều quyền lực mới, cũng như cho phép tổng thống vẫn có thể là thành viên hoặc lãnh đạo của một đảng chính trị. Các đảng đối lập muốn tổ chức thêm trưng cầu dân ý vì các cáo buộc cải cách hiến pháp đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào tình trạng độc tài. Các đồng minh NATO và Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự lo lắng tương tự. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan tuyên bố những thay đổi này là quan trọng để đảm bảo sự ổn định trong nước. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Trúc Huỳnh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.